Kính thưa quý vị, năm 2013, du lịch Việt Nam thu 9.5 tỷ Mỹ Kim. Trong năm 2013, lượng du khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức 7,5 triệu rưỡi lượt người với tổng doanh thu trên 9,5 tỷ Mỹ Kim. Theo kế hoạch năm 2014, mục tiêu của ngành du lịch Việt Nam là đón tiếp 8 triệu lượt khách quốc tế và 37 triệu lượt khách nội địa. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dã ngoại Lửa Việt có trụ sở ở Sài Gòn nhận xét rằng, về nguồn khách ngoại quốc đến Việt Nam, lượng khách Trung Quốc và Nga trong năm rồi đông đảo hơn. Tuy nhiên, điều đáng ngại là khi số khách này tăng lên thì lượng khách Âu Mỹ lại giảm xuống ở những nơi khách Trung Quốc và Nga hiện diện. Trong khi đó, chính nguồn khách từ các nước phương Tây mới là ổn định và có tác động tích cực đến du lịch Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Mỹ cho rằng, với thể chế và cung cách quản lý hiện nay, du lịch Việt Nam rất khó bứt phá. Theo ông, tốt nhất là tôn trọng tính minh bạch và tư nhân hóa toàn bộ thì ngành du lịch mới có cơ hội phát triển, ít nhất là bằng các nước xung quanh. Báo chí Việt Nam hôm qua, ngày 25 tháng 2 năm 2014 cho biết, tiếp nối chương trình kích cầu du lịch nội địa khởi động từ năm ngoái, năm nay, Liên minh gồm hơn 60 đơn vị lữ hành khắp ba miền Bắc Trung Nam cùng với Vietnam Airlines tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch mới cho năm 2014. Được biết, trong năm 2013, Liên minh này đã tung ra 50 tour du lịch không lợi nhuận, thu hút du khách bằng giá cả phải chăng và chất lượng dịch vụ.